Lady May, Myra Trần, học trò cưng của Hồ Quỳnh Hương. Và đó là... Myra Trần! Khi American Idol khiến Katy Perry phấn khích. Hành trình của Lady May chính thức dừng lại. Thân phận của mascot này được nhiều khán giả đoán ra từ sớm. Tuy nhiên, giây phút cởi bỏ mặt nạ của Lady May trên sân khấu chung kết vẫn khiến đông đảo người hâm mộ vỡ òa. Bởi Myra Trần 22 tuổi đã được đứng cùng hai giọng ca khủng là Hà Trần và Ngọc Mai. Chia sẻ trên trang cá nhân, Myra Trần viết: "Em là Myra đây. Hôm nay em có thể nói cho mọi người em là Lady May đây. Suốt hơn 6 tháng qua, em đã có một trải nghiệm hết sức tuyệt vời mà em tin rằng đây là khoảng thời gian em nhận được nhiều sự tốt đẹp nhất đến với cuộc sống của em, hành trình làm nghề của em." Myra Trần là một trong những nữ ca sĩ hiếm hoi hữu chất giọng soprano tại làng nhạc Việt. Ngoài cô nàng, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những cái tên như Hồ Quỳnh Hương, Uyên Linh, Hương Tràm may mắn sở hữu báu vật này. Chính vì giọng hát thuộc hàng khủng, ca sĩ Gen Z được đoán ra ngay từ đầu khi khoác mascot lên.